Chào mừng các bạn quay trở lại với Tech Room, và trong video hôm nay chúng ta sẽ tiến hành mở hộp một trong bộ ba tai nghe chống ồn đến từ thương hiệu Sony sẽ được bán chính hãng tại Việt Nam trong thời gian sắp tới. Xin giới thiệu chiếc WE-X Max 2. Nghe tên thì khá là quen thuộc, thì cụ thể sản phẩm này ra sao chúng ta sẽ đến với trong video mở hộp và đánh giá nhanh ngày hôm nay đến từ Tech Room. Về đóng hộp của sản phẩm này thì tương tự những sản phẩm Sony khác, nó tương đối cơ bản và đầy đủ thông tin. Bên trong chúng ta sẽ tìm thấy sách hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành bằng tiếng Việt, một cái hộp trông cực kỳ xịn sò, một bộ nút tai và phụ kiện đi kèm. Nút tai của sản phẩm này bao gồm hai loại khác nhau là silicone và bọt biển, và mỗi loại thì sẽ có 3 bộ nút tai để phù hợp với kích thước tai của chúng ta. Một sợi cáp USB Type-C, một đầu A, một đầu C để sạc vào thiết bị. Một sợi dây 3.5 nối dài để biến thiết bị này từ một tai nghe không dây thành có dây. Thiết bị này các bạn nhìn thấy hơi bị lạ một chút, nhưng đây chính là cái jack chuyển đổi dùng để nghe ở trên máy bay. Chúng ta chỉ cần ghim cái sợi dây này vào và kết nối bằng cái adapter này để nghe được trên máy bay trong những chuyến bay dài. Thật sự luôn ấy, chỉ cần nhìn vào những sản phẩm Sony được đóng hộp thế nào thì biết rõ là đây là sản phẩm cao cấp hay là tầm trung. Nội chỉ riêng cái vỏ bọc thôi mà cũng đã thấy sản phẩm này đã rất là xịn sò rồi. Cái hộp đựng của sản phẩm này thì được làm bằng vải, rờ vào các bạn sẽ cảm thấy được sự cao cấp. Ngay cả ví dụ như cái khóa kéo ở đây thì cũng được làm màu vàng. Sẽ lấy cái sản phẩm này ra. Và đây chính là đại diện cuối cùng trong series sản phẩm 3 loại tai nghe chống ồn mà Sony đã được ra mắt hồi đầu năm. Chiếc WE-1000X M2 này là cùng series với hai chiếc 1000X khác. WF chính là tai nghe True Wireless mà các bạn từng đã biết tới rất là phổ biến hồi giữa năm. WH là tai nghe chụp tai. Và WE là loại tai nghe Next Band với vòng như thế này. Loại tai nghe này theo mình thì sẽ dùng cho luyện tập thể dục thể thao và vừa đủ nhỏ gọn để chúng ta mang hàng ngày. Mình không biết diễn tả sao cho dễ hiểu, nhưng mà chỉ nhìn vào hai cái đầu tai nghe này thì các bạn chắc chắn sẽ nghĩ ngay tới người anh em của nó, chính là WF-1000XM3, với cái thiết kế hoàn toàn tương tự, chỉ là nhỏ hơn mà thôi. Bởi vì cái tai nghe này thì không cần phải chứa pin, mà pin sẽ được giữ ở trên hai cái đầu này của phòng vòng Next Band. Trên tai nghe thì chúng ta sẽ thấy một cái đặc điểm rất là nổi bật, chính là một cái lỗ to trên thân của driver. Thì ở phần này chính là một trong hai chiếc mic mà dùng để lọc tiếng ồn. Chiếc mic thứ hai nằm ở phía trong. Từ hai cái mic này, mỗi bên tai nghe kết hợp với phần mềm này và đặc biệt là con chip phần cứng WIN1HD giúp cho việc lọc tiếng ồn và hỗ trợ khử tiếng ồn tốt hơn trên cái sản phẩm này. Và tính năng khử tiếng ồn cùng với đó là chất lượng âm thanh của sản phẩm này thì được đánh giá là hoàn toàn tương tự với chiếc WF-1000XM3 mà chúng ta từng trên tay trước đây. Chất liệu hoàn thiện chủ yếu của sản phẩm này là nhựa và silicone của vòng Next Band. Nó rất là nhẹ chứ không hề mang một cảm giác nặng nề gì trong quá trình sử dụng của mình. Thêm một phần thay đổi nữa là các phím tùy chỉnh chức năng đã được đổi lên phần dây tai nghe chứ không phải là đặt trên vòng Next Band như hồi xưa. Do vậy nên các phím như là play, pause hay chuyển bài đang giảm âm lượng, và đặc biệt là tính năng bật tắt chế độ chống ồn và chế độ chamber ANC thì đã được chuyển lên cái cục này ở trên phần tai nghe. Trên thân của chiếc tai nghe này thì chúng ta được trang bị thêm một cái cổng được bịt kín lại để hỗ trợ tính năng chống nước. Khi tháo ra thì chúng ta sẽ thấy đây là cổng USB Type-C để chúng ta sạc được cho chiếc tai nghe này. Cộng với đó là một cổng cắm 3.5 để mà kết nối với sợi dây lúc nãy. Và cuối cùng là nút nguồn của thiết bị. Cảm giác khi mình cầm chiếc tai nghe này lần đầu chính là sự cao cấp. Bởi vì với giá bán khoảng 7 triệu đồng của sản phẩm này thì bắt buộc nó phải được hoàn thiện kiểu ít nhất là như thế này. Trên sản phẩm thì chỉ có một vài chi tiết màu xám bạc để điểm xuyến, còn chủ yếu là màu ghi, tạo một cái cảm giác gì đó rất là sang trọng và phù hợp với đối tượng người dùng doanh nhân. Một vài tính năng nổi bật trên sản phẩm này mình cần chia sẻ với các bạn chính là tính năng khử ồn. Chúng ta sẽ có thời lượng pin là 10 tiếng, hỗ trợ đàm thoại tốt hơn với hệ thống mic trên sản phẩm này, không chỉ là mic trên tai nghe mà cả trên vòng Next Band và trên cái cục điều khiển này thì đều có micro để chúng ta đàm thoại tốt hơn. Về mặt kết nối thì sản phẩm này sử dụng chuẩn Bluetooth, ngoài ra là có cả NFC để việc kết nối được đơn giản hơn. Trên chiếc tai nghe này cũng được hỗ trợ rất là nhiều tính năng giúp cho việc kết nối nhanh, độ trễ thấp và ít bị gián đoạn. Như vậy là trong video ngày hôm nay thì chúng ta đã có những cái nhìn tổng quan đầu tiên về chiếc WE-1000X Max 2 đến từ thương hiệu Sony. Với giá bán là 7 triệu đồng thì mình nghĩ đó là một mức rất là cao và người dùng sẽ yêu cầu nhiều hơn một chiếc tai nghe như thế này. Nhưng mà bởi vì chỉ là bài mở hộp và chưa có nhiều thời gian trải nghiệm nên mình sẽ chia sẻ sâu trong bài đánh giá chi tiết về việc kết nối này, app trên điện thoại ra sao và thật sự chất âm theo chuẩn Hi-Res Audio trên chiếc tai nghe này là như thế nào. Thì hẹn các bạn trong bài đánh giá lần sau. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi. Đừng quên subscribe để mà xem nhiều video hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.